Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Vào ngày 5 tháng 11 năm 2020, mình gửi đến các bạn một cái video hướng dẫn nhận một token GSKF. Này nó có confirm cho group các bạn nào có làm dán theo mình thì các bạn làm theo mình để rút cái token này về với wallet của mình các bạn. Thì các bạn click phần link thứ nhất của mình, các bạn kiểm tra, các bạn khởi động luôn nha các bạn. Các bạn nhấp vào bằng start nè, rồi các bạn bấm vào balance nha các bạn. Thì đây số ghép của mình tiện được 7 bạn nè. Mình cũng cảm ơn 7 bạn này theo dõi mình nghe các bạn. Rồi, các bạn cùng link 2 của mình mở cái link form ra nè các bạn. Rồi thì ngày 15 tháng 2 đến việc phân phối. Thì đến ngày 15 tháng 2 có cho các bạn kiểm tra đây, các bạn lướt xuống đây nè. Những thông tin username thay word của tất cả thì thông tin các bạn ở đây bạn lướt, các bạn kiểm tra lên nha các bạn. Các bạn xài username Telegram nào thì các bạn kiểm tra cho chính xác lên nha các bạn. Rồi. Các bạn việc copy bên kia sang năm nay thôi nha các bạn. Các bạn cũng kiểm tra join vào hai kênh group Twitter, các bạn phải theo dõi, các bạn kiểm tra lên nha các bạn. Rồi các bạn điền tiếp tục là username Telegram của tất cả các bạn nè. Cộng anh 1133. Cái gì cũng cho chính xác nha các bạn đó. Rồi Twitter thì cái username Twitter của các bạn nè, còn MMO của anh rồi. Số lượng ghép giới thiệu thì các bạn mình đây tiện được 7 ghép nè các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn cũng gửi địa chỉ với ETH bên inbox nha các bạn. Các bạn chỉ copy các bạn sang qua đây thì mình xài bên dưới chút wallet này. Rồi các bạn copy con chắc nó, các bạn cập nhật vào luôn các bạn, mời chịu nó phân phối cho các bạn dễ biết. Phan các bạn chờ mình chút xíu nha các bạn. Rồi các bạn chỉ copy địa chỉ ETH của mình lại nha các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè các bạn. Các bạn bắt ở đây nha các bạn, đây nó phân phối nha các bạn. Rồi tiếp tục sau đó thì các bạn cũng mở con bot ra nha các bạn. Các bạn chụp cái màn hình balance của mình nha các bạn. Rồi các bạn chờ xíu, rồi các bạn bắt up lại các bạn. Rồi tiếp tục đó các bạn gửi tệp các bạn. Lưu ý cái tệp này các bạn chụp hình sao để vậy không được chỉnh sửa gì nha các bạn. Rồi các bạn chọn từ thiết bị nữa các bạn. Rồi các bạn chờ một chút xíu nha các bạn. Chưa lưu ảnh nữa ta. Rồi các bạn mở ra. Rồi các bạn gửi lên cho bot nha. Rồi các bạn bấm nút gỡ, các bạn bấm nút tải lên, rồi các bạn bấm gỡ nha các bạn. Các bạn kiểm tra lại nha các bạn. Còn MMO của anh. Rồi đúng rồi. Rồi các bạn bấm gỡ nha các bạn. Rồi ok, như vậy mình đã hướng dẫn cho tất cả các bạn rút tiền con GSKF ra 1 này đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.